treo tường tìm chị. Linh ơi, con xem ai về đây này. Bệnh tình của em hiện tại đã đỡ hơn nhiều rồi. Ba mẹ đưa em về nhà một thời gian, rồi sẽ đi điều trị thêm cho dứt điểm, để em còn có thể sớm quay lại trường đi học nữa. Vậy là hè này em sẽ ở nhà sao ạ? Ừ, con nhớ quan tâm đến em nhiều hơn Linh nhé. Đẹp, đẹp quá, tranh. Ba mẹ ơi, con xin phép ra ngoài vẽ cho tập trung. Bài kiểm tra này mai con phải nộp rồi. Kìa Linh, con đi đâu? Con sang nhà bạn vẽ tiếp ạ. Tối con xin phép về muộn. Em mới vừa về mà con đã đi. Anh đừng có giận, mình sẽ từ từ bảo con. Em tin rồi con bé sẽ biết thương em gái nó thôi mà. An ngoan lắm. Để tí chị Linh về, ba mẹ sẽ mắng chị Linh hư nhé. An về mà chị Linh không ở nhà chơi cùng An. Đấy là chiếc bút chì mà cái Linh cho em. Con bé lúc nào cũng dùng nó để vẽ tranh. Vẽ đến ngắn ngủn thế kia rồi, mà lúc nào nó cũng giữ khư khư mẫu bút. Ừ, bà không mắng, không mắng ai hết. Để mẹ đi dọn phòng ngủ cho con nhé. Chán quá chán. Đang tưởng được yên ổn mùa hè này, lại có kẻ phá bỉnh. Còn chưa kể bạn bè mình đến chơi, chẳng may chứng kiến nó gào khóc điên cuồng, thì không biết sẽ ra sao nữa. Chị thấy em pha màu đẹp không? Nhất em đấy, sau này chị làm họa sĩ nổi tiếng thì sẽ cho em làm trợ lý nhé. Chị nhớ đây nhé. Phải chi được như em người ta, chứ một đứa em bị mắc chứng tự kỷ thì sao chán thế cơ chứ. Ba đi đâu mà vội thế ạ? Mà mẹ cũng đi sao? Còn cái An thì sao ạ? Cơ quan đang có việc gấp, có đối tác nước ngoài sang, mẹ không thể xin nghỉ ở nhà được. Giờ cả ba và mẹ phải lên đó gấp. Tối nay chắc chắn ba mẹ sẽ không về sớm được đâu con. Em An hôm nay giao cho con nhớ trông em cẩn thận. Ba mẹ phải đi ngay đây. Con nhớ đừng để em đi ra ngoài đấy nhé. Ra ngoài vẽ chút đi Linh. Nắng đang đẹp lắm đấy. Từ mai là trời mưa cả tuần đấy. Hay là mình cứ khóa cửa lại. Mình khóa cổng ngoài, khóa cửa trong rồi nó sẽ không thể ra ngoài được. Đi một tí rồi về chứ có đi lâu đâu. Cháu là Linh đúng không? Đến ngay trước cổng công viên Họa Mi đi. Em gái cháu đang ở đây. Con bé lạ lắm, liên tục la hét và khóc. Trời, sao nó ra ngoài được? Cháu sơ sẩy quá đấy. Em gái bị bệnh như vậy mà lại để em ở nhà một mình. Lúc nãy con bé suýt thì bị té xuống hồ trong công viên rồi. May có mấy cô chú ở gần đó kéo vào đấy. Cháu có việc ra ngoài một tí nên... Mà sao bác lại có số của cháu để gọi ạ? Chính cô bé đọc đấy. Tài thật, nó hoảng loạn, khóc dữ thế mà vẫn vừa nhắc vừa đọc đúng số điện thoại của cháu. Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều. Cháu xin phép đưa em về ạ. Ừ, nhớ trông em cẩn thận đấy cháu nhé. Làm sao em ra ngoài được? Em trèo cổng ra. Em đi tìm chị. Không được nói gì với ba mẹ đâu đấy. Con bé ở nhà sao lại bỗng dưng bị cảm được? Bác sĩ bảo sao mẹ? À không sao, em bị cảm. Bác sĩ truyền nước và cho thuốc đây rồi. Chắc hôm nay mẹ không đi dự khai mạc triển lãm tranh được. Mẹ phải ở nhà với em. Nhưng ba sẽ đến đón con. Chúc mừng con có tác phẩm đầu tiên được dự triển lãm lớn nhé. Cô họa sĩ tương lai của mẹ. Dạ, vậy con đến triển lãm đây ạ. Vâng, ngay sau đây mời quý vị khách quý chiêm ngưỡng những bức tranh xuất sắc nhất trong triển lãm tranh Tia Nắng Mặt Trời của Hội Mỹ Thuật Sống Xanh. Đặc biệt lần này có nhiều tác phẩm của những cây vẽ trẻ xuất sắc gửi tới tham gia triển lãm đã được hội đồng thẩm định của chúng tôi bình chọn. Chúc mừng con nhé. Dạ, ba ơi, ba xem tranh đi. Con phải lên chỗ ban tổ chức sắp xếp một số việc. Hôm tổng duyệt đã được phân công rồi ạ. Ừ, con cứ đi làm đi. Anh ơi, An đỡ cho em. Sao em đưa con bé tới đây? Chỗ này đông người quá, anh sợ con bé... Con bé cứ nằng nặc đòi đi xem tranh của chị. Lúc ở nhà nó cứ ấp úng nói mãi mấy từ tranh chị Linh. An cũng đỡ sốt rồi, nên em đưa con tới. Em cũng không muốn bỏ lỡ triển lãm đầu tiên con gái được tham gia đâu anh à. Chị Linh của con có việc đi rồi, chúng ta cứ vào xem tranh nhé con. Sao
Sao đi một vòng rồi mà không thấy tranh của cái Linh nhà mình nhỉ? Có phòng khác không anh? Tất cả đều treo ở phòng lớn này hết mà. Ừ nhỉ, anh cũng không thấy. An ơi, đi với ba mẹ tìm tranh của chị Linh nhé con. An ngoan nhé. Đây là tranh của chị. Chị quên ký tên trên bức tranh. Xuống phòng của em đi, đừng có đứng đây nghịch. Em chỉ xem. Muốn xem thì đứng ra tích đằng xa kia, đừng có lại gần đây. Chị vẽ An phải không? Không, ai mà thèm vẽ, cứ ấp a ấp úng mãi. Có ra đằng kia hay là đi xuống nhà đây. Bức tranh này mình vẽ lâu lắm rồi mà An vẫn còn nhớ sao? Em thích tranh con vẽ lắm đấy, nhưng ba cũng không nghĩ em lại nhớ rõ tranh của con đến thế. Không chỉ tranh đâu, em còn đòi mẹ dạy học thuộc số điện thoại của con. Khi mẹ dạy cho em học số của ba mẹ để phòng khi bất trắc, em đi lạc hay sao đó. Thế là con bé đòi học bằng được cả số của con. Em luôn coi con là người quan trọng với nó, Linh à. Em rất ít nói, nhưng hễ nó nói ra điều gì thì đều là liên quan tới con hết. Thì ra là thế. Thảo nào hôm ở công viên Mình tệ quá. Mình để em đi tìm mình. Em đã tìm mình, tìm người chị gái vô tâm của nó bao nhiêu lâu nay rồi. Sao chị lại khóc? Cô bé tóc bím xinh quá. Chị xin lỗi, em gái của chị. Chị sẽ vẽ em còn xinh hơn cô bé ấy nhiều cơ. Những cô con dâu. Đi, đi nào. Đi nào, đi. Tại tôi ép nó làm quá sức mình à. Lẽ ra hôm nay phải cho nó nghỉ mới đúng. Thế này có chết không? Con trâu là đầu cơ nghiệp, bây giờ mà không có trâu cày, mấy hôm nữa mưa thì xuống cây làm sao được. Chắc phải mua một con thay thế nó thôi, không lỡ vụ thì khổ. Nhà anh Dũng còn mấy cây vàng, mình đành sang hỏi mượn mà mua thôi, chứ biết làm sao. Tôi nói mình nghe không đi. Thôi được, mình không đi thì để tôi đi. Liễu à, vào uống nước em. Em chào anh chị. Anh chị, em có chuyện muốn thưa với anh chị. Ừ, thím nói đi. Con trâu nhà em chẳng may nó lăn ra chết. Em sang nhờ anh chị cho vợ chồng em mượn ít tiền để mua con trâu khác. Giờ là cuối vụ rồi, nếu không nhanh thì không kịp xuống cây mất. Nhà chị dạo này bí lắm. Nhà còn 3 cây vàng, để anh đưa thím đi bán mà lấy tiền mua con trâu khác. Dạ, em cảm ơn anh. Đây, 3 cây vàng bán được 15 triệu, thím cầm lấy. Dạ, em cảm ơn anh. Vợ chồng em sẽ gom tiền gửi trả anh chị sao ạ? Ừ, cứ đi mua trâu đi đã. Cái gì cơ? Một chỉ là 3 triệu á? Dạ vâng, vàng đang sốt đấy chị ạ. Chị không lấy, mấy hôm nữa còn lên giá thì đừng tiếc. Thôi, tôi mua sao? Trầu béo tốt nhỉ? Chị đến chơi ạ, mời chị vào nhà uống nước. Chú Thắng nè, ít bữa nữa chị có việc cần. Chú thím cố gắng lo cho chị 3 cây vàng nhé. Dạ vâng, chúng em sẽ thu xếp. Thôi, chị sang cũng chỉ để báo cho chú thím chuẩn bị trước. Chị về nha. Dạ, thế chị về ạ. Chị sang hỏi gì thế anh? Chị sang bảo vợ chồng mình lo trả chị ấy 3 cây vàng. Vàng bây giờ 3 triệu một chỉ, 3 cây là 90 triệu. Hồi đó vợ chồng mình mượn có 15 triệu thì tiền thời nay mất giá còn gì. Thế có mà chết, mượn tiền thì trả tiền chứ. Em phải sang nói chuyện với anh chị ấy mới được.
Chị à, ngày trước em vay anh chị là em vay tiền. Chính tay anh Dũng đưa tiền cho em, nên em chỉ gửi anh chị 15 triệu thôi. Chị nói cho Thím biết, anh chị cho chú Thím vay 3 cây vàng thì chú Thím phải trả anh chị vàng chứ. Em trả tiền là vô lý, chị không đồng ý. Em không cần biết, chính tay anh Dũng đưa cho em 15 triệu thì em chỉ gửi anh chị 15 triệu thôi. Chị không chấp nhận, em phải trả chị 3 cây vàng. Không, em chỉ gửi anh chị 15 triệu, chấm hết. Liễu, em cứ về đi, chuyện đó cứ để anh giải quyết. Dạ vâng, anh bảo chị đi, rõ ràng là anh đưa cho em 15 triệu. 15 triệu còn không có mà trả, lấy đâu 90 triệu đây? Em không thể chấp nhận được. Đây là 3 cây vàng anh đã chuộc lại một thời gian sau đó. 3 cây vàng này là ba mẹ để lại cho hai anh em phòng lúc gặp khó khăn. Bây giờ khó khăn qua rồi, em mang sang đưa cho chị. Anh em không cho nhau được thì thôi, ai lại ăn lãi làm gì? Vợ anh, chị ấy không có hiểu, để anh dạy dần. Còn em, có gì á thì nói với anh, đừng nóng nảy, sồn sồn lên như thế. Chị em dâu tuy khác máu, nhưng sống với nhau cả đời. Anh mong hai chị em chính bỏ làm 10, giảm quà, đùm bọc lấy nhau em à. Dạ vâng, anh dạy em xin nghe. Mong anh chị bỏ qua cho em. Có gì đâu, anh chỉ mong gia đình ta hòa thuận, êm ấm. Tình cảm bao giờ cũng quý hơn tiền bạc mà. Ghen tị. Huy đây à con. Ba. Sao hôm nay lại rảnh rỗi về thăm ba giờ này? Ngồi với ba, uống chè xanh hay chơi với ba ván cờ nhé. Con đâu có rảnh ba, con đang có chuyện bực mình, tâm trí đâu mà chơi cờ nữa à? Con sao vậy? Dạo này ba thấy con hay bực bội, nóng tính. Vâng, mà con cũng chẳng hiểu sao, lúc nào ba cũng thảnh thơi, an vui được. Trong khi con thấy cuộc sống này đúng là một mớ hỗn độn, rối bời. Nếu con có nhiều tâm sự, cha rất sẵn sàng lắng nghe. Con trượt mất chức trưởng phòng rồi, chức ấy lại vào tay lão Hùng. Mà con chúa ghét cái lão ấy, lúc nào cũng gặp may, làm việc gì cũng được người giúp đỡ. Nhà thì giàu, lại có vợ là con sắp lớn. Nói chung, cái gì ông trời cũng ưu ái hết cho. Cũng bằng tuổi con, mà nào là nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp con khôn, lại còn chức tước, địa vị. Ra vậy, này Huy, con đừng có giống như bác Tiều Phu, nhìn thấy chàng trai trên lưng hổ. Dạ, con không hiểu ý ba. Để ba kể cho con nghe, rồi con sẽ hiểu. Gần đây thấy nhiều người nói trong rừng có hổ. Chẳng may mà mình gặp phải thì đúng là tiêu đời. Sao đây? Chết rồi, làm sao đây? Mình sắp không trụ nổi mất. Á! À! Ôi! Á! À! Ôi, phải bám chặt lấy, rơi xuống là mình chỉ có nước chết. Hả? Trời ơi, anh ta giỏi quá, cởi được cả hổ. Thật là anh hùng tái thế, sức khỏe phi thường. Cởi trên lưng hổ, chàng trai trẻ thật sự rất khổ sở. Vậy mà người ngoài nhìn vào lại thấy thật ngưỡng mộ, ghen tị. Con có thấy mình giống như người Tiều Phu ấy không? Đứng bên ngoài ghen tị một cách mù quáng với cuộc sống của người khác. Mỗi người có một cuộc sống riêng. Đứng bên ngoài, ta đâu biết được cuộc sống của họ thực sự có như những gì ta nhìn thấy. Cơ mà
Hãy vui vẻ hưởng thụ cuộc sống của mình. Có gì hưởng nấy, đừng ganh ghét, kèn cửa làm gì, để luôn được thảnh thơi, an vui. Ba, con hiểu rồi. Đúng là ngồi bên ba, việc gì cũng có thể thông suốt được. Để con hầu ba một ván cờ. Có thế chứ, con trai. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.